Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Fastcare. Trên tay mình đây đó chính là chiếc Xiaomi Mi Note 10 Lite. Khi mà nhìn sơ qua có vẻ là chưa hư phải không nào? Tuy nhiên thì đây, mình sẽ cho các bạn xem thử cái chiếc màn hình này nó bị nhấp nháy như này đây. Khá là khó chịu. Sau khi mà bên mình đã báo giá cũng như là được sự đồng ý của khách hàng thì bên mình sẽ tiến hành thay cái màn hình của chiếc điện thoại này nhé. Nói sơ qua màn hình của chiếc Xiaomi Mi Note 10 Lite thì đây chính là một màn hình cong ở hai bên, gọi là siêu tràn viền, kích thước là 6,47 inch. Màn hình của chiếc máy sẽ là độ phân giải Full HD Plus với màn hình là AMOLED cho màu sắc khá rực rỡ và độ sáng cao khi mà bạn sử dụng ngoài trời. Màn hình của chiếc máy cũng sử dụng kính cường lực Gorilla Glass thế hệ thứ 5 nên cho cảm giác khi mà sử dụng sẽ an toàn cũng như là yên tâm hơn. Với một cái màn hình chất lượng như vậy, tuy nhiên thì giá thay của em nó cũng dễ chịu thôi, ở mức 1,8 triệu ở khoảng thời gian mình đang làm video này. Và bây giờ thì công đoạn tiến hành thay màn hình của chiếc Xiaomi Mi Note 10 Lite đã gần xong rồi nha các bạn. Anh kỹ thuật viên sẽ tiến hành lắp thêm những con ốc hoàn thiện và cũng như là vệ sinh lại một lần nữa, rồi dán thêm cho em nó một cái lớp kèo mới, sau đó là lắp thêm mặt lưng và chúng ta đã gần xong rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi kênh YouTube của Fastcare. Nếu các bạn thấy hay đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Fastcare nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp các bạn trong những video sau.